lên ngoài đeo cho. Gì? Ý, rồi xong. Ủa, cái kẻ. Dạ không? Sơn Hà sợ không vậy? Dạ không. Mẹ bắt hả? Thôi để cậu bắt đi, mẹ sợ lắm. Con bắt đi. Cậu ba bắt cho nghe. Sợ. Mẹ. Lấy kia cậu ba lấy cái tay bắt đi. Hì. Sợ không? Sợ không? Kêu nó ra cắt kè. Kêu đi, cắt kè. Con kêu coi. Sao? Kè. Sao? Sao? Không biết kêu à. Kêu đi, cắt kè đi. Nè, nè. 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 Thôi bắt cắt kè đi chứ Hà nè. Ghê chưa. Ở bên phòng cho lâu lâu nhé. Cái kêu đi. Tôi vô có một con bự. Bên đó nãy có con bự kìa. Cái gì? Cái này cắt kè con mà. Phải lại lại. Đó, bể của con ba đi, con ba quấn đồ. Bể vô. Ừ. Ông nhường nhất. Con hoàng lớn nè. Đẹp về cái này nghe. Em về chị.